Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, bài 25, Thế giới rừng xanh, tập đọc Động vật bế con thế nào. Các con ạ, thế giới động vật hết sức thú vị và có nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Các con có bao giờ tự hỏi các loài động vật sẽ bế con như thế nào không? Trong bài đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về điều đó các con nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc. Trước khi bước vào bài học, các con hãy nhìn lên màn hình và nói cho cô biết, con nhìn thấy những loài vật nào? À, ở bức tranh số 1, đó chính là con báo. Có con báo mẹ và con báo con. Ở bức tranh số 2, đó chính là cá sấu, có cá sấu mẹ và cá sấu con. Bức tranh số 3, đó là loài chuột túi. Bức tranh thứ 4, đó là loài chim thiên nga. Bức tranh thứ 5, đó chính là gấu túi. Vậy, các con có thắc mắc tại sao con báo và con cá sấu lại ngoạm con mình không nhỉ? Hay tại sao thiên nga và gấu túi lại cõng con của mình ở trên lưng? Hay tại sao chuột túi lại để con của mình ở trong cái túi trước bụng nhỉ? Vậy, để giải đáp những thắc mắc đó, thì bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài Động vật bế con thế nào? Các con chú ý lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Động vật bế con thế nào? Mèo, hổ, báo, sư tử tha con giống như tha con mồi. Chúng dùng răng ngoạm chặt da cổ của con, rồi giữ con lủng lẳng trên suốt đường đi. Nhưng chúng ngoạm rất khéo để không làm đau, làm rơi con. Cá sấu có hàm răng sắc nhọn, nhưng bế con cũng rất khéo. Cá sấu mẹ tha từng đứa con trong miệng đến nơi nó muốn mà không làm đau con. Chuột túi, gấu túi đựng con trong chiếc túi trước bụng. Gấu túi con trên 6 tháng tuổi phải tự bám chắc vào lưng mẹ khi mẹ di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây. Thiên nga mẹ cõng con trên lưng, bơi đi đây đi đó. Nhưng không phải con vật nhỏ nào cũng được bế. Ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con thì từ bé đã phải đi theo mẹ. Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài Động vật bế con thế nào? Các con hãy cho cô biết bài tập đọc này được chia thành mấy đoạn? À, đúng rồi, bài tập đọc này được chia thành 6 đoạn. Ở trong sách giáo khoa cũng đã đánh dấu các số từ 1 đến 6 ở đầu mỗi đoạn. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát được. Trong bài có một số từ ngữ khó đọc, dễ phát âm nhầm. Cô đã dùng các dấu gạch để gạch chân những từ ngữ đó. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc lại những từ ngữ đấy nhé. Lủng lẳng, lủng lẳng. Sắc nhọn, địu. Thoăn thoắt, thoăn thoắt. Hươu con, hươu con. Các con ạ, để đọc tốt được một bài tập đọc thì việc ngắt nghỉ hơi đúng rất là quan trọng phải không nào? Trong bài tập đọc này có một số câu dài, cô đã dùng các dấu gạch để vạch. Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc và đọc lại cho cô nhé. Mèo, hổ, báo, sư tử tha con giống như tha con mồi. Chúng dùng răng ngoạm chặt da cổ của con,
rồi giữ con lủng lẳng trên suốt đường đi. Nhưng chú ngoạm rất khéo để không làm đau, làm rơi con. Cá sấu có hàm răng sắc nhọn, nhưng bế con cũng rất khéo. Cá sấu mẹ tha từng đứa con trong miệng đến nơi mà nó muốn, mà không làm đau con. Gấu túi con trên 6 tháng tuổi phải tự bám chắc vào lưng mẹ khi mẹ di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây. Bây giờ các con hãy đọc lại bài tập đọc một lần nữa nhé. Trong bài có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ thứ nhất là từ chuột túi. Chuột túi tức là kangaroo, loài thú lớn có túi da trước bụng để nuôi con nhỏ. Từ thứ hai là từ gấu túi. À, gấu túi tức là koala, loài thú nhỏ có túi da trước bụng để nuôi con nhỏ. Ở đây cô đã lấy hình ảnh minh họa để cho chúng mình có thể thấy rõ hơn. Đó, bức tranh thứ nhất là hình ảnh chuột túi. Hình ảnh chú chuột túi có túi da trước bụng đó, và chuột con thì đang ở bên trong cái túi da đó, đúng không nào? Còn hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh gấu túi. Gấu túi này thì cũng có túi da trước bụng để nuôi con nhỏ. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc ngày hôm nay thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu nhé. Câu 1. Kể tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi. Các con hãy đọc lại bài tập đọc và hãy tìm cho cô tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi nhé. À, các con đã xác định được chưa? À, qua phần tập đọc thì chúng ta có thể thấy những con vật như mèo, hổ, báo, sư tử sẽ tha con giống như tha mồi. Bình thường thì các con sẽ thấy con mèo, con hổ, con báo và sư tử tha mồi như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, chúng sẽ tha mồi bằng cách là ngoạm con mồi vào trong miệng, đúng không? Và bây giờ chúng cũng tha con của mình giống như thế. Chúng cũng ngoạm con của mình vào trong miệng và giúp con di chuyển bằng cách đó. Thật là thú vị phải không các con? Câu 2. Những con vật nào cõng hoặc đệm con bằng lưng, bằng chiếc túi da ở bụng? Để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc các đoạn dưới đây. Chuột túi, gấu túi đệm con trong chiếc túi trước bụng. Gấu túi con trên 6 tháng tuổi phải tự bám chắc vào lưng mẹ khi mẹ di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây. Thiên nga mẹ cõng con trên lưng, bơi đi đây, đi đó. À, sau khi đọc lại những đoạn này thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này, phải không nào? Chúng ta thấy rằng chuột túi, gấu túi thì đệm con trong chiếc túi trước bụng. Còn thiên nga mẹ thì cõng con trên lưng, bơi đi đây, đi đó. Câu 3. Những con vật nhỏ nào không được tha, địu hay cõng mà phải tự đi theo mẹ nhỉ? À, các con hãy xem lại bài tập đọc và hãy tìm cho cô những con vật nhỏ không được tha, địu hay cõng mà phải tự đi theo mẹ nhé. Các con đã tìm được chưa? À, chúng mình cùng chữa bài nhé. Qua bài tập đọc thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được đó là ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con thì phải tự đi lẽo đẽo bám sát theo mẹ để không bị lạc hay là tụt lại phía sau. Vậy cô có một câu đố dành cho các con nhé. Cô đố các con biết con người sẽ giúp em bé di chuyển bằng những cách nào? À, ở đây cô có những bức tranh minh họa cho chúng mình này. Các con hãy quan sát những bức tranh và trả lời cho cô câu hỏi. Con người giúp em bé di chuyển bằng những cách nào nhé? À, đúng rồi, con người sẽ giúp em bé di chuyển bằng cách bế bé, đệm bé và dùng xe nôi đẩy em bé đi, đúng không nào? Bởi vì con người rất thông minh cho nên
biết giúp em bé di chuyển bằng rất nhiều cách khác nhau các con ạ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nhé. Yêu cầu của bài như sau. Dựa vào thông tin từ bài đọc, em hãy hoàn thành bảng sau. Trong bảng có 4 cột. Cột thứ nhất là ghi số thứ tự, cột thứ hai ghi tên của các con vật, cột thứ ba ghi cách bế con của các con vật đó, và cột thứ tư ghi bộ phận cơ thể mà con vật đó sử dụng để bế con. Để làm được bài này thì các con cần đọc lại bài tập đọc và điền những thông tin từ bài đọc mà các con biết được vào trong bảng mà đề bài cho nhé. Các con đã xác định được thông tin và hoàn thành xong bảng chưa? Cô trò chúng mình cùng chữa bài nhé. Ở số thứ tự thứ nhất, cô có tên các con vật là mèo, sư tử, hổ, báo. Chúng bế con bằng cách ngoạm. Sử dụng bộ phận cơ thể là răng, miệng. Ở số thứ tự thứ hai, cô có tên con vật đó là con cá sấu. Chúng bế con bằng cách tha từng đứa con và sử dụng bộ phận cơ thể là miệng. Ở số thứ tự thứ ba, cô có tên con vật đó là chuột túi, gấu túi. Chúng bế con bằng cách đệm, sử dụng bộ phận cơ thể là túi da ở trước bụng. Ở số thứ tự thứ tư, cô có tên con vật là thiên nga, gấu túi. Chúng bế con bằng cách cõng, sử dụng bộ phận cơ thể là lưng. Như vậy là cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu xong bài tập đọc Động vật bế con thế nào. Đây là một bài tập đọc rất hay và thú vị phải không các con? Qua bài tập đọc này thì đã cung cấp đến cho các con những thông tin rất bổ ích. Các con biết được động vật cũng có những cách bế con rất đặc biệt. Loài vật cũng biết bế con mà không làm con đau. Chứng tỏ loài vật cũng rất là biết yêu thương con phải không nào? Các con ạ, con người cũng giúp em bé di chuyển bằng các bộ phận thuận lợi của cơ thể giống như là động vật. Ví dụ như tay thì dùng để bế, lưng dùng để cõng. Nhưng khác với động vật, con người chúng ta còn biết chế tạo ra các đồ dùng để di chuyển em bé. Ví dụ như làm đệm để đệm con, hay làm cái xe nôi để chở con đi. Điều đó chứng tỏ con người rất thông minh và sáng tạo. Về nhà, các con hãy đọc lại bài tập đọc này cho người thân cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.